Ồ, các bạn xem làm việc kìa các bạn. Mấy con này nó bị giật kinh phong kìa các bạn, coi kìa. Trời ơi, nó quýnh thấy ghê không? Quýnh không phải một giây cho nên nó quýnh rất là nhanh các bạn. Trời ơi, quá đã các bạn ơi. Hello các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi thử game Spiky Tower Defense nha mấy bạn ơi. Thì kiểu mới vô đây á thì mình gặp fan của mình bên đây nhóc cho mấy bạn. À, mình vô đây mình đi vòng vòng thôi mà có rất là nhiều bạn fan tặng quà cho mình luôn các bạn. Đó. À, kiểu mình chơi game Toilet Tower Defense á cho nên là rất là nhiều bạn biết mình luôn ha. Có bạn này chơi với mình nữa nè. Kiểu mấy bạn này nhận ra cái avatar của mình các bạn đó, cho nên mấy bạn này chay mình quá trời luôn đó, tặng cho mình những cái con này các bạn. Bây giờ tặng được 5-6 con rồi đó, và bạn này không biết có tặng con gì cho mình không nè, không biết là bạn này có nhận ra mình hay không, hay là muốn chơi đe để kiếm con gì đó xịn không biết nữa. Và chắc có lẽ là thời gian tới nếu như mà không có gì thay đổi á thì mình sẽ chơi cái game Spiky Tower Defense này luôn các bạn, tại vì cái game Blackwood của mình á bây giờ mình thấy chơi nó kiểu nó hơi không có gì mới, không có cập nhật mới gì hết đó, cho nên là chơi nó cũng hơi chán các bạn. Nên là nếu như mà cái game này mà hay á nha thì mình sẽ chơi cái game này luôn, mình làm video cho bạn xem luôn á. Còn nếu như mà không hay thì mình sẽ tiếp tục mà để đó, khi nào Blackfoot nó update á thì mình sẽ chơi Blackfoot lại bạn. Nói chung là cũng chưa biết được nha. À, cái này là cái gì ta? Cái này là kiểu mình mua đúng không? Để có bạn nào chơi với mình coi ổng chơi gì không. Ý, con này con gì ghê vậy? Có level nữa hả ta? Mấy con này có level 8 gì nữa kìa bạn. Đồng ý thử coi. Nói chung là mình chưa bỏ con unit nào vô nha bạn. Con này level 8 gì luôn nè, ghê quá vậy. Con này là con Legendary các bạn, Legendary và chỉ có 10.000 dam trên một giây nha, thì nói chung là cũng ổn đó, nhưng mà không đồng ý các bạn ơi. Chắc ổng đợi mình bỏ con gì vô mà mình không bỏ đó. Mình biết con gì đâu mà bỏ, mới vô mà có quà gì nè, có Chade 5 bạn là ok, nhận nhiệm vụ bạn đó, được 250 xu gì nè. Ôi sao bấm không được ta, không cộng vô ta. Ờ chắc là được rồi đó, nó hiện lên trên là được rồi đúng không? Ờ được rồi đó mấy bạn. Rồi là mình có 250 xu rồi đó nha. Giờ sao nữa ta, giờ không lẽ đi vòng vòng đây ta, cái này mua làm sao ta, không hiểu bạn. Giờ mình sẽ đi ra ngoài mình chơi giận nha. Ra ngoài mình test mấy con unit farm mình cho thử như thế nào nha các bạn ơi. Rồi cái này nói chung là nó quay nó cũng hơi lâu bạn, nó này nó cũng hơi lắc xíu nha. Rồi thì bây giờ mình có mấy con unit này nè, mình sẽ lấy con nào ra giờ ta. Con này mình nghĩ là con Sentis là con farm tiền bạn. Đó, con này mình nghĩ là con farm tiền nè. Nhưng mà farm được nhiêu tiền thì chút xíu mình tính sao nha. À, ôi sao nó không hiện dưới ta, cái này nó khác bên Toilet Tower Defense ha. Rồi mình bỏ con này xuống đi, con này con level 1 là biết lỏ rồi. Tiếp theo là Glove of Man nè, con này nè, với con này nè, đó. Mình còn dư một con farm tiền các bạn, còn dư con farm tiền. Kiểu fan cho con gì á là mình lấy hết luôn á. Rồi, thì bên đây chỉ có 4 con thôi các bạn, chứ không có lấy thêm được 5 con nha, bên đây chỉ có 4 con thôi. Rồi giờ mình sẽ chơi chỗ nào, giờ ta mình sẽ kiếm cái map nào đó mình chơi nha mấy bạn ơi. Ok, và mình đã chọn cái map Toilet Tone gì nè. Vô đây thì nó sẽ cho mình chọn là hát no được các kiểu, mình sẽ chọn cái chế độ là 400 tiền này thôi nha các bạn ơi. 700 tiền mình nghĩ chơi không lại là chơi chế độ 400 tiền 30 quay này thôi. Kiểu mình chơi thử các bạn, nó lần đầu mình chơi cho nên là mình chơi thử nha. Và mình chơi chung với thằng em mình coi nó chơi được, nói chung đó nó cũng chơi được hơn trước mình chút xíu thôi à. Nó chơi chút xíu rồi nó rủ mình chơi, mình vô mình chơi luôn các bạn. Đấy. Nhưng mà mình được fan tặng mấy con unit là cho nên là mình cũng ngon ngon rồi chứ giỡn hoài đúng không? Mấy con này có con nào xịn không các bạn? Mấy bạn comment thử cho tôi biết nha. Chứ thật sự là tôi cũng mới chơi, tôi chả biết con nào xịn, con nào cù mía chăng á. Đặt mấy con farm tiền nha. Farm tiền bên đây đặt được mấy con ta? Đặt được chỉ có 4 con nha bạn. Đặt được 4 con farm tiền thôi nha. Rồi, 4 farm tiền thì cái con farm tiền này nhìn nó giống con engineer bên Toilet Tower Defense của ta. Con này là gì? Auto skip hả? Auto skip luôn. Ủa sao bấm vô đây không được ta? À, bấm vô đây. À, auto skip dưới đây cái gì các bạn? Bấm vô đây thử coi. Ờ đúng rồi. Bấm ở dưới các bạn. Và mình sẽ nâng cấp con farm tiền đúng rồi nè. Con này đúng farm tiền luôn nè. Mình sẽ update farm tiền lên nha. Tại vì có thằng em mình nó bên kia nó đép mấy con lính rồi bạn. Rồi cái này map dễ, mình nghĩ là cũng sẽ rất là dễ chơi thôi. Mình sẽ đặt con unit này ra thử coi nó quýnh sao nha các bạn. Đó. Con này là con gì vậy? Con đồng hồ các kiểu nè. Toilet Tower Defense cũng chuẩn bị ra một cái sự kiện là có những con đồng hồ này đó nha. Nhưng mà không biết chừng nào cập nhật mạng, mình nghĩ là khoảng tối mai là có đó. Ê mà con này xịn quá vậy. Rồi ok, mình sẽ update mấy con này lên nha. Update lên đấy. Nói chung là đây là lần đầu mình chơi cho nên là có gì mấy bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha. Mình cũng không biết chơi cái này đâu. Chủ yếu là mình cũng đặt giống như ở bên game Toilet Tower Defense thôi vậy đó bạn. Chứ mình không có biết là cái thông số của những con unit này nó mạnh hay nó yếu làm sao, rồi nó nâng level các kiểu gì đó. Tại vì nãy mình thấy cái con kia level 8 thì các kiểu đó mình không biết làm sao các bạn. Kiểu là hình như mình càng chơi nó càng lên level đúng không? À, giờ mình sẽ up con này lên là mình up 400 tiền á, mình chưa đủ tiền các bạn ơi, mình sẽ up farm tiền lên tiếp đi. Bấm chữ E là update lên nè. Bên kia thì không có nha, bên kia phải bấm chuột vô, còn bên đây bấm chữ được nè. Đó, bấm chữ E là update lên đó mẹ. Đó, con này bây giờ nó mạnh đó nha, giỡn hoài nha, nó quýnh lần hai tay luôn các bạn thấy không? Ghê không? Đó.
Rồi thì hiện tại là bây giờ là cái quay 5, hồi nãy giờ trên bây giờ mới quay 5 nữa ta. Ê, mình phát hiện cái chỗ gì x2, x5, x1.5 gì nữa bạn. Là tăng tốc độ đúng không? Kéo lên hả? À, tăng tốc độ 1.5 là những cái con unit được các kiểu nhanh hơn hả? Cái này thì phải mở khóa tốn 400 reward nữa hả? Vãi chưởng vậy, cái game này cũng hút máu vãi ha. Rồi, thì bây giờ mình đã tăng tốc độ là 1.5 nha bạn. Thì mình thấy nó quýnh nhanh hơn các kiểu, nó toilet nó đi nhanh hơn các kiểu kìa. Nói chung là cái này là kiểu tăng tốc thời gian cho mình chơi nó nhanh đó bạn. Đó. Rồi mình tăng tốc độ 1.5 nha bạn, để coi nó quýnh sao nha. Rồi gọi ra kìa. Nó đánh rất là nhanh nha, nãy mình thấy đánh chậm thôi. Tiếp tục mình sẽ đặt con bút chì này ra nha các bạn. Con này là con bút máy chứ không phải bút chì nha. Cái bút này là cái bút bằng máy các bạn ơi. Bút chì thì nó khác hơn, nó lỏ hơn đúng không? À, con này nó quýnh ghê vậy. Ôi ôi nó đập kìa các bạn. Ghê chưa? Nhìn nó ngầu vãi ha. Con này thì DPS dam của nó chỉ có 250 thôi ta. Ừ. Bên đây nhìn khó hiểu quá. Tên là Taret Mod gì nè. Cái này là update lên nè. Đấy. Rồi hai con của mình đép không nổi các bạn, nó bị lọt rồi kìa. Đó, bị lọt quá trời kìa. Ê có con này con gì vậy? Ê con bút chì nè, hay là cái con của mình nó đẻ ta? Dám lắm mà, dám cái giống cái con Engine ở bên toilet cho Wild Fan các bạn, là nó đẻ con này ra nè. Đó, đó, đó. Đúng rồi đó bạn, con bút chì này nó đẻ ra chứ không đâu chân nè. Đấy, có cái bút chì rồi các bạn thấy không? Nó có trên đầu đó là cái bút chì đó. Đó. Vậy là cái con nó đẻ ra đó bạn. Nó kiểu giống giống như con Engine bên toilet cho Wild Fan mà nó vừa đánh được mà nó vừa đẻ con được luôn. Đấy. Rồi giờ làm gì tiếp theo nè? Thì mình nghĩ là mình sẽ update mấy con farm tiền lên đây, tại vì mình phải có tiền mới được đúng không? Game nào cũng vậy mà phải update lên farm tiền lên các kiểu thì mới làm được các bạn, mới nâng cấp unit được. Ơi mạnh dữ ta, con bút chì này cũng dữ dữ ta. Ôi ôi 2500 máu kìa các bạn. Đấy. Con bút chì này nó được 2000 máu, mình sẽ update cho con này lên nó max level thử coi là nó tăng gì các bạn. Nhưng mà vẫn chưa đủ tiền nha. Ừ. Coi nè, ôi ôi bút chì nó mạnh quá anh em ơi, đặt thêm con này ra đi. Con này là con gì vậy ta? Nhìn nó thiếu thiếu gì nhau xíu vậy. Con xì chung cái gì á. Con Taret Mod gì. Ủa cái con này tên gì? Chả biết tên đó bạn ơi, tên nó hình như nó nằm ngoài chứ vô đây không có đọc tên được hay sao á. À mình cho các bạn xem nó nè. Ừ. Nó nhỏ xíu. Ôi nhìn mặt nó quạo dữ ta. Ôi ôi cái mặt nó kìa anh em. Ai ăn hết của ông nội ngoài nó gì mà nó quạo vãi. Thôi nhưng mà thôi kệ đi, cho nó quýnh đi các bạn ơi. Ừ. 4.000 tiền nha, up con này lên mát luôn. Chưa mát nữa hả? Còn level 7.500 nó mới mát bạn ơi. Và vô đây mình không có đọc được tên mấy con unit này cho nên mình không biết nó tên gì nha các bạn. Và không biết nó có mạnh hay không nữa. Ừ. Mà nếu như mà các bạn á muốn mình làm video về cái chủ đề mà kiểu cái game Sabikiji The Wild Fan này nè, thì các bạn nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo nha. Với lại một cái nữa là mấy bạn comment cho mình biết là mấy bạn có muốn xem video chủ đề này không nha. Chứ thực sự là bây giờ á, làm blog food á, thì mình cũng chả biết làm video gì luôn các bạn. Update á, thì mấy tháng trời chưa update luôn. Và đến khi update thì mình nghĩ cũng không có gì đặc sắc nữa đâu. Tại vì mình chơi game nó ít giờ á, mình cũng hơi bị chán luôn đó bạn. Đó, thật sự là giờ mình thấy blog food nó làm mình thất vọng quá, nhiều cái quá. Kiểu mấy tháng trời mới update lần các bạn, mình phải đợi chờ mòn mỏi luôn mà không có thông báo gì cho mình hết trơn á, cho nên là mình thấy hỗ trợ game nó giờ nó cũng chán mẹ, cho nên là mình cảm thấy là mình hơi chán chán cái game Blood Food rồi các bạn ơi. Có thể là nếu như mà cái game này nè mà mình chơi hiểu đó, mình chơi mình cảm thấy vui á, thì có thể là mình sẽ làm cái game này, mình làm cái game Sabikiji Toilet này luôn các bạn, chứ mình không có chơi cái game Blood Food nữa nha. Nhưng mà nói chung cũng tùy thôi, giờ cũng chưa có cái gì mà rõ ràng hết trơn các bạn ơi, thử làm vài video xem các bạn có ủng hộ không mới biết được nha. Hiện tại thì quay 15 mà mình thấy toilet bắt đầu nó đi ga ga xíu à. Có con này bự quá anh em. Ừ, con toilet gì nhìn bự vãi. Có mấy con ruồi nó bu theo cái gì. Có cái gì trắng trắng anh em, có hào quang rực sáng gì các kiểu nó bu theo kìa. Ôi ghê chưa. Nhưng mà vẫn ok nha các bạn ơi. Thì quay mấy người ta, ủa đến quay mấy, quay 16 à. Thì qua mỗi quay này nó cũng cộng tiền bên như bên toilet và fan nha các bạn, cho nên là cũng rất là dễ chơi nha. Ừ, hiện tại là đến quay 16 rồi các bạn. Và cái này là tiền sao chả hiểu luôn anh em ơi. Hình như là qua một quay là mình được 1.500 tiền hay sao á. Để chút xíu mình coi thử coi. À đúng rồi, qua quay là được 1.500 tiền mẹ. Cái xanh xanh ở trên là tiền á. Còn mấy cái tầm đánh đâu các kiểu thì mình không hiểu. Ủa không lẽ con này nó quýnh luôn ta. Nó có tầm đánh, nó có cooldown các kiểu kìa. Ừ. Nhưng mà thôi kệ đi bạn. Và mình có cảm nhận là cái game này, mấy cái con unit đó bạn, thì mình nhìn nó tiếu tiếu hơn là bên Toilet The Wild Fan nha. Nhìn cái con cái đầu có cái bút chì rồi các kiểu, nhìn nó tiếu tiếu vãi. Đó, nói chung là mấy con unit lên đây nó hài hài sao các bạn, con nào cũng hài hết trơn á, chứ nó không có giống bên Toilet The Fan. Bên game kia á thì mình thấy là nó đẹp hơn các bạn. Đó, còn bên đây thì kiểu nó hài hước á, chứ nó không có đẹp lắm nghe, nó đẹp kiểu lạ thôi. Bên đây là kiểu độc lạ bình dương các bạn. Đấy. Nhưng mà cũng ok, nói chung là thấy cũng được á. Cũng đầu tư được các kiểu, là mấy cái map nhìn cũng đẹp lắm nha. Đó, map nhìn cũng sang trọng vãi chưởng chứ bộ.
và nó đi rồi các kiểu thì cũng hơi vòng vòng cũng chưa hiểu cái đường đi của nó ha. Đấy, nhưng mà mình thấy cũng ok nè, up con này để đủ tiền các bạn, up lên này lên max level luôn nha. Chung giờ mình cũng chưa đủ tiền các bạn ơi, mình chỉ có rồi đủ tiền đó, mình sẽ nâng cấp con này lên max luôn nha, 7.500 bạn. Max rồi đó, bạn thấy không, đam của nó được 1.000 à, đam nó có 1.000 thôi, nhưng mà nó đẻ con này nè, hồi nãy là 2.500, giờ nhiêu nè, 10.000 đam bạn ơi. Nó đẻ con ra được 10.000 đam các bạn, khi lên đồ mắt là đẻ được 10.000 đam nha, mạnh lắm ấy. Còn cái con này thì mình up lên mắt vào luôn coi nó quýnh mạnh không nha. Coi nó quýnh luôn em. Đăng lên luôn nè, 5.200 ha, mát level luôn anh em. Đấy. Trời ơi nó quýnh anh em. Trời ơi nó quýnh tốc độ bàn thờ anh em ơi. Trời ơi. Trời anh em coi nó quýnh kìa. Trời ơi làm gì ghê vậy? Trời ơi nó nhanh kìa anh em ơi. Ủa sao nó quýnh nhanh như ta? Cái cooldown nó là 0.1 nữa bạn, cho nên nó quýnh nhanh thiệt chứ. Trời ơi tưởng cái gì tới không anh em, coi nó quýnh. Cooldown 0.1 nhưng mà mình ít 1.5 nữa cho nên nó quýnh siêu nhanh luôn các bạn. Nói chung là bữa nay mình thấy cái con này nó độc lạ Bình Dương quá nè. Bên game kia mình chơi mình đâu có gặp con độc lạ kiểu này đó bạn. Rồi ok nó quýnh kìa. Tốc độ bàn thờ là có thiệt các bạn ơi, quá trời dữ rồi. Quýnh kiểu này toilet nào chịu nổi anh em, có nó quýnh kìa. Mình sẽ đặt nhiều con ra luôn. Mình sẽ đặt nguyên một hàng dài luôn nha các bạn. Đặt nguyên một vàng nó coi nó quýnh sao nha. Và mình sẽ nâng cấp max hết mấy con này luôn. Đó, nâng nguyên vàng đó bạn. Ủa mà mấy con unit này nâng bao nhiêu max con mà không thấy để ta. Muốn đặt nhiều đặt hay sao anh em ơi. Rồi từ từ để từ từ mình nghiên cứu sao nha. Mình sẽ nâng mấy con này lên nè. Rồi sao bấm vô không được. Bấm chữ E là nâng cấp lên bạn, bấm chữ E là nâng cấp lên. Đấy, nâng cấp cho nó max level hết cho nó quýnh tốc độ bàn thờ cho bạn xem nha. Ok. Nâng max hết luôn bạn. 1 2 3 4 5 6 7 con nha, 7 con lên nó max level hết luôn các bạn. Đó. Ok các bạn xem nè, các bạn xem làm việc kìa các bạn. Mấy con này nó bị giật kinh phong kìa các bạn, coi kìa. Trời ơi nó quýnh thấy ghê không? Quýnh 0.1 giây cho nên nó quýnh rất là nhanh các bạn. Trời ơi quá đã các bạn ơi. Rồi, gọi thắng luôn rồi. Vãi được 800 coin và 50 game nha các bạn ơi. Game ở bên đây thì có thể là chơi game bình thường cũng có game đó kìa. Đấy nhưng mà không biết là game nó để làm gì thì cũng từ từ mình tìm hiểu sao nha. Rồi giờ ra cái sảnh chính này thì mình nghĩ là 1.000 coin của mình là có thể là đi summon unit được rồi đó. Nhưng mà bên đây không biết summon chỗ nào nè. Hình như là chỗ này, ấy hình như chỗ cà rét này hay sao nè anh em ơi. Đi vô đây thử nha. Chỗ cà rét có cái hộp quà rồi các kiểu này, vô đây thử có cái gì các bạn. Đúng chỗ này rồi nè. Cái này là cái số coin mà mình cần để mà mình ấy là đúng không? Để mình summon là đúng không? Bên đây kêu bằng gì thì không biết luôn nha. Ấy 355.000 các kiểu nè. Mình có 1.000 là mình có thể chọn hộp 1.000 á. Bên đây fan 9 lần là tốn 900 game thôi, 900 coin thôi hả? Mà được mấy con này thì mấy con này là mấy con cù mía không các bạn ơi, mấy con này cù mía không à. Cho nên là mình sẽ loại bỏ mấy con này qua bên đi, mình chọn cái hộp 1.000 này nè. Đấy. Cái hộp 1.000 này thì mở cù nhất cũng được con Spider Spider-Man đó bạn. Cho nên mình mở cái hộp này nha. Mình có một mình sẽ lấy cái con Glitch này nha bạn, con Glitch này mạnh lắm nè, đó. Mở một hộp này lấy con Glitch cho bạn xem luôn nè. Ủa cái này quay gì đó hả? Vậy là nó ngừng chỗ con nào là mình nhận được con đó đúng không? Ngay con Glitch cho bạn xem nè, đứng lại. Ôi hốt rồi. Đứng lại nè, đứng lại, đứng đứng. Hốt rồi anh em ơi. Nhận được con lõ nhất luôn các bạn, con cù mía nhất à. Ê, nhưng mà mình thấy là mình có cái chữ Y gì nổi lên nữa kìa, để tôi ra tôi coi coi. Mấy cái này làm gì, chữ Y nhiệm vụ gì đây nè, có quà nữa rồi nè. Nhận được thêm 250 coin nữa nha các bạn. Cái này thì để từ từ đi, để đủ tiền mới summon tiếp nha. Rồi và con unit nãy mình mới summon ra là con gì đó ta, để coi coi. Con nào ta, con cuối này đúng không, con Ebit hả? Đam nó là 1.000 đam và tốc độ đánh là 0.8, nói chung là cũng cùng mía thôi bạn ơi. Rồi thì nói chung là clip mình đây hết rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của các bạn á mà xem đến hết clip mình nha. Giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha, bye bye.